Ôi, xin chào anh em, năm lại là mình đây anh em. Thì hôm qua mình nghỉ, hôm nay mình cũng nghỉ luôn anh em. Dạo gần này thấy có mấy anh em comment nhiều quá cho nên nghỉ bớt vài ngày cho mấy anh em quên kênh của mình đi. Với lại có một hai anh khách mua cây xong giờ chuyển tới kêu anh không có tiền lãi không, cũng nản luôn anh em ơi. Thôi thì sẵn tiền mình nghỉ, bữa giờ mình uống mình vào kẽm được mấy cây mai, quay lại cho anh em xem luôn. Đó, cây này là cây mai bình thường, mai rừng bình thường, mình ghép mai rừng bình thường nè. Đó, mình đang chuẩn bị ngày mai mình vô kẽm lại nước hai cho em nó sang dòng ấy đang. Đó, anh đen rất là đẹp trai nha anh em, đều hơi đen. Cây rất là sung nha anh em nha. Mình nuôi cây thì được cái nó chịu sung lắm. Cây thì mình cứ trồng cát sạch 100%, cho ăn phân gà hữu cơ nè. Phân gà hữu cơ nè anh em nè, cát sạch nè anh em thấy không? Không có trộn bất cứ một cái gì hết, cứ cát sạch, ăn phân gà hữu cơ thôi. Mà em vẫn sung như bình thường nha anh em nha. Vườn của mình, chỗ cây này cũng vậy nè, rất là sung. Có mấy cây nhỏ nhỏ nữa anh em. Cái mấy cây này đang cho núp nắng, cho làm viên nắng, từ từ đem ra. Đấy, khu này là khu mình dọn cây hàng ngày. Cây này hoành 65. Cây này mình nuôi chắc cỡ tầm 3 năm rồi mà mình mới ghép mấy tháng à. Có mấy cây vô đây nữa. Cây này rất là sung. Cây của em thì đang phát triển, đang chuẩn bị cho ăn phân, phân bón thuốc, bón nụ anh em à. Thuốc nụ. Có nụ non rồi, giờ bón thêm. Còn vườn còn số mai giống, anh em nào chốt mai giống thì alo nha anh em nha. Ồ, cây này đẹp lắm, lưng gù, để tướng lưng gù anh em. Đâu dỡ ra cho anh em coi miếng ấy gắt để anh em đưa kìa. Đó anh em coi nè, cái gì chưa, thấy một cục nu chưa, nu găng gú không à anh em ơi. Thấy không, nu nè. Mà nó có một cái đặc biệt nữa là chỗ đây nè, cái cục nu vô đây là 80 mấy nè anh em nè, hoành á, găng gú không à. Đang vô kiểm nu nữa nè, thấy gì chưa. Đấy, cục nu nè, ôm đá luôn, ôm đá thứ dữ. Đá này gọi là đá thạch, thạch trị anh em nha, đá thạch anh là thường rồi. Ai nữa nè, thấy ôm mớ đá vô đây nữa không. Đó, cây tể tướng lưng gù của mình đây anh em à. Nu nè, đá không, cây quá vip luôn anh em ơi. Lâu lâu cập nhật lại cây tể tướng lưng gù, chuẩn bị quét nấm cho nó, mùa mưa sắp tới anh em ơi. Đấy nè, nhưng mà hướng cây rất đẹp nha. Để đây nó có một cái, mình đánh một cái chi phong ở đây, mình đánh chi tử bên đây nè. Đó, mình bắt đầu đi lớp lợp 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 lên từng 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 từng, sau này cái đỉnh này mạnh xong mình sao đánh một cái chi hồi 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 về cái thân này, chi thân nữa là đẹp, quá đẹp. Có một cái chi đổ xuống nữa là đó, mình đánh một chi đổ xuống, cây đẹp lắm anh em ơi. Cây này là dạng là cây trình độ đấy. Đấy, quá mê. Tại vì kiếm một cây mai mà để cho nó tỏ những cái cục nu, cục găng như thế này, đường găng như thế này, rồi ôm đá nữa mà cái dáng đẹp nữa thì rất là hiếm anh em à. Đấy, mà những cái này nó tỏ lên cái, nó thể hiện cây mai mình nó rất là già anh em, già lắm nó mới lên được mấy cái bị, mấy cái bệnh này nè. Đấy, vườn mình thì có mấy cây trình độ để mình để dành chơi anh em à, cho nên mấy cây này mình không có bán, anh em hết sức thông cảm nha. Ôi, cây này thì nó chưa có cái tán để chia cái thân này, cho nên mình phải lấy bao búa mình chùm lại, chủ lại, chứ để ở mình nắng lớn á rồi nó sẽ tấp da ra. Đó, như cái này nè, mình cũng hy sinh cả một cái vừng anh em ạ. Rồi cây này à, mình mới vào kẽm một nước nhẹ nữa, tròn cây hết rồi anh em ha. Đấy, tròn đẹp cây hết rồi, nó đẹp luôn. Mai rừng bình thường, ghép giống mai rừng bình thường nha anh em nha. Lá dày, nhặt cành, nhặt ho, đang lên ho hết rồi anh em. Chuẩn bị Tết là cây này cho vàng cây luôn, để giữ săn chơi anh em à, để đẹp. Rồi cây này thì cũng mới làm cho không anh, cây này khách gửi lại anh em à. Mới vô kẽm cố định nó, bữa giờ nổi gió quá sợ quá.
cây này thì cũng quá tuyệt vời rồi. Hàng nu bú luôn anh em ơi. Hàng nu nha anh em nha. Chia thăng nó lại nè. Đế đẹp. Ôi còn cái cây siêu bông giữa xăng của mình nè. Trời ơi nó sung gì mà nó sung. Đâu đen. Anh em coi nè. Anh em thấy cây siêu bông giữa xăng mình siêu ngày mai dùng bình thường mình ghép siêu bông mà anh em coi nó sung. Đen tới coi nó sung cỡ nào đen. Kêu sung lắm anh em ơi. Sung lắm anh em. Sung không? Sung lắm. Ồ anh em thấy không? Nói chung mình thì chỉ cần cát sạch với lại cho ăn dinh dưỡng thôi chứ mình không có trộn gì hết anh em. Sung không? Đâu đâu gác tới đứng đây đo độ đen của lá đen gác. À. 90 anh em. Đồ. 90 á, nó đen bằng gác rồi anh em à, xanh đen á. Đấy, rất là sung nha anh em nha. Cây này thì mình sẽ đánh một cái tán, nó có một cái chi phóng này nè. Đó mà cái mặt của cây này ở khu này là đế nó nổi lên hết trên mặt mà đế gì không à. Sau đó mình sẽ đánh một cái chi phóng ra cỡ tầm 1m2, mình dựng đỉnh cỡ 1m2 nữa là nó cân bằng với cái cây. Đó, mình đang làm từ từ. Cây này thì mình mới vô kẽm nước đầu tiên à, giờ chuẩn bị vô kẽm nước 2 anh em à. Nó rậm quá rồi, giờ vô lại để làm một lón cành nữa rồi làm bông luôn, Tết là được. Tết này cho nó nở. Tết năm nay vái nó cũng nở vàng cây, Tết năm nay chắc cũng nhiều bông đấy. Cây này dạng tàn đa. Đó, nè anh em coi đế nè. Cây già mà đế bảnh không anh em à. Cây này thì hoành có hoành trăm mà anh em à. Hoành 100 lùng lực. Tàn đa, chi đầy đủ mà nó không có thẹo. Không có mắc đầu nha anh em nha. Nó chỉ có 1-2 miếng thẹo lũ thôi. Cây này cũng là một cây giá trị rất là đẹp anh em à. Giá trị nghệ thuật của thiên nhiên nha. Đấy, cây mà nuôi hoành trăm mà không có thẹo là khó lắm bộ. Ha, quá đẹp. Rồi, kế tiếp giới thiệu đến anh em một cái cây hoành 100 nữa. Cây này hoành hơn 100. Nếu mà đo hoành đế không đủ thước đo không. À, cũng ghép siêu bông Sài Gòn luôn. Tại vì em thấy những cây lớn mình ghép siêu bông Sài Gòn để nó nuôi cây cho nó nhanh. Và cây nó lực nữa này mà. Đó. Cái này thì nó hơi yếu hơn cái cây đi. Tại vì em mới đem qua sao. Mới cho vô buồng sao. Đó anh em thấy không? Cắt nó to một tí. Đang làm cho nó lạnh từ từ. Cây này thì bộ đế quá đẹp luôn. Nó có ôm một cục đá khủng. Đá lỡ lớn lắm. Cục đá nó không là tính giá trị cục đá nó không là cũng tiền không rồi đó. Đấy anh em, ha. Cây rất là sung, 3 thăng, 4 thăng. Hoành chắc. Sau lưng của David Bagat là một cây mai rừng nguyên thủy. Đó, mình để tàn dinh nguyên thủy chơi luôn. Nhưng mà ho thì cũng 8-12 cánh, nhưng mà ho không đẹp lắm. Bữa nào mình sẽ làm dọn, dành dánh mình dọn. Mình đặt mặt này xuống cho nó lượn về một bên kia hết luôn. Cái chi này nó bị ngược với theo với cái cây này mà. Chánh mình sẽ dọn quay clip cho anh em coi rồi. Đây là một cây cũng giá trị nữa anh em ơi. Đây. Tới ôm cái hoành này phát cho anh em coi ơi. Đó cái đầu ra cho anh em thấy rồi đó. Chụp tấm hình luôn mà. Đúng, đẹp không anh em? Nè, thấy không? Cây này thì em ghép giống bông xoắn rất là đẹp. Nhưng mà bị lỗi lá cho nên chuẩn bị bỏ ghép lại luôn anh em ạ. Từ tháng 11 ghép lại. Đế thì bảo phê. Cây này gọi là đế bài anh em ạ. Đế quá VIP, đế hoành 140 luôn. Hoành eo 85, hoành đế 140. Nằm trong chỗ khánh 100m2 anh em ạ. Để khánh 1m2. Sung cực kỳ sung nhưng mà vẫn lỗi lá nha anh em nha. Lá vẫn nổ nè. Nuôi cũng gần năm mấy hai năm rồi mà lá vẫn nổ. Thôi thua, ghép cái khác chơi. Rồi chia chỗ đó lại ghép. Còn đây à, đây nè. Một cây mai đĩ hoành 100. Cây này hoành gần 101 anh em à. Dạng mai đĩ, đế cũng ok nè. Đấy mai đĩ anh em nha. 5 thăng. Vá sung luôn. Này mình cũng ghép giống 12-14. Giống này giống 12-14 nè. Quá sung luôn. Cây này cũng chơi tạm được rồi anh em à. Cái chi mình ghép bự rồi nè. Da mà nó tớm cỡ này là anh em biết nó lâu cỡ nào rồi. Có nhiều anh em kêu bữa sao thấy mai phôi không thấy mai mai mà nuôi đang nuôi rồi. Hôm nay lên cho anh em coi cho anh em mở mang tầm mắt. Đấy.
ý là mình nói vậy thôi chứ mình có mấy cây anh em à, có 1000 cây. Đây đây cây này mình nuôi cũng lâu, mình mới cắt ghép nè anh em nè. Ồ, chuẩn bị vô kèm lại, gió quá anh em thấy không? Gió nó giật, nó sẽ giật. Cây này hoành 80. Chơi cây mai tàn anh em à, tàn đều hết luôn, tàn tự nhiên đều luôn. Mình định để zin chơi mà bông xấu quá nên ghép bông nhỏ quá. Đây một cây nữa, đây là cây hoành 90, ghép dảo gai anh em ạ. Trời ơi, lá nè dày to lực, hoành 90 đế đẹp, nằm trong cái bồn đẹp lắm anh em. Mà anh em coi nè, rất là sung nha anh em nha, cành mà nó dí lên coi. Còn mấy cây giá trị nữa, cây này thì chốt cho anh ở Bình Định rồi, năm cánh nụ đỏ bông xít đẹp. Đây cây này cũng là một cái cây nghệ thuật nè anh em, cây nghệ thuật. Cây này mình bán cho khách ủ lên nhựa rồi khách không nhận, mình để là mình trồng luôn. Cây hai thằng bay đuổi rất là đẹp mà nó rất là cổ nha anh em nha, cổ kính lắm. Đấy, cổ nè bay nó giót mà nó giật chi từ từ, mà nhìn ở ngoài nhìn mới phê anh em à. Đó, gác vô đứng nè anh em thấy không, cây to. Tháo cái đây, tháo cái đôn xuống, nó lòi đế, nó lòi ra một cái bệ dưới đó, nó cũng đẹp lắm ha. Cái đổ bệ đẹp lắm. Còn khu đây thì mấy cây mini nên chuẩn bị vào kẽm cho mấy em nó tỏ sáng anh em à. Đấy, ghép hết rồi. Cái này cũng đẹp lắm anh em. Ui, trời gió anh em ơi. Đấy, cây bắt cầu nó, mini bắt cầu mà nó bỏ chi này, chuẩn bị thiến ra. Cây này đem ra ăn nắng bị cháy, giờ nó đang nứt lại cái khác nè. Rồi một cây nghệ thuật nữa nè, trời trời. Đấy, mini nghệ thuật nè anh em, đẹp không? Đang nuôi hàng này, hàng đang nuôi quá sung anh em ơi. Rồi hẹn gặp lại anh em tối thứ sáu nha anh em nha, tối thứ sáu mình đi lên lại, hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em một buổi tối thật là vui nha. Tạm biệt anh em nha. Tạm biệt anh em miếng gác. Tạm biệt anh em. Ok, tạm biệt anh em.